câu lạc bộ Sức Khỏe Ngoài Trời quận Ba Đình đại diện cho người cao tuổi thủ đô Hà Nội với tinh thần tuổi cao chí toàn cao và học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho phần thi đấu tiếp theo. Một lần nữa xin được
chúc anh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng Hà Nội tổng cục.